Chào quý vị, hôm nay đoàn của mình đi núi Bà Đội nha. Núi Bà Đội. Núi Bà Đội cho lịch sự chút, đừng có ôm trong đó. Nhìn lên camera nè. Đi tới đây. Đi đây. Thì ông quay em đi. Đi đây. Không. Cà tre 5K, cà tre 5K nha. Cà tre 5K. Giúp leo núi cho dễ nha. Đoàn mình là bữa nay là hành hương lên núi Bà Đội Ôm nha quý vị. Mình nè, ăn chút xíu mình đi với chảnh á, mình đi xuống á, cái mình gỡ là hợ. Đây là núi Bà Đội Ôm nha quý vị. Lần đầu tiên trải nghiệm núi Bà Đội Ôm. Lực chuẩn bị giờ mới cừ quá. Nhà con tao nó nhìn chắc nó cừ lắm. Chàng nó mạnh chứ thôi, gặp mẹ mà chắc chạy lên chắc cừ lắm. Chào quý vị, hôm nay đoạn đi núi Bà Đội Ôm nha. Đoạn của mình hôm nay có 14 thành viên. Quý vị thấy đoạn của tôi chống gậy vậy không phải là yếu nha. Tại vì ủng hộ cái chú đó đó nên mới mua gậy thôi chứ không phải là yếu. Chào quý vị, đây là núi Bà Đội Ôm nha. Điện này là điện Sơn Thằng nha quý vị. Đây là điện Sơn Thằng. Có hai ông hổ giữ cửa nè. Thank you.
ở bên núi Bà Rô Ôm, mình ngó qua núi Cấm nha quý vị. Mình đứng trên núi Bà Rô Ôm, nhìn về núi Cấm. Ôi cáp treo kìa. Ủa? Thì đâm viên núi Cấm bên đó đó. Ủa? Đợi đó đi chút nữa mình đi lên. Có đốt nhang không chẳng? Cô là đừng có quay. Lên video đẹp mà ai cũng đẹp hết trơn á. Cái máy này á chỉnh ai cũng đẹp hết trơn á. Đoàn của chúng mình đang đi xuống Mẹ Quan Âm nha quý vị. Mẹ Quan Âm ở trên núi Bà Đội Ôm. Núi Bà Đội Ôm hôm nay á rất là dễ đi, thờ cúng cũng rất là nhiều nha quý vị, nên trải nghiệm một lần nha. Nhanh đi, tôi quay phim mà, đỡ hoài, đi lên nhanh. Chào quý vị, đoàn của mình đang ở trên núi Bà Đội Ôm. Quý vị nghe tin có bánh xèo đặc sản miền Tây á, bây giờ quá sung sức rồi đó nghe. Bánh xèo rồi hủ tiếu mì đầy đủ luôn. Ô, bánh xèo, nghe tin bánh xèo là ai cũng sung sức đi hết rồi. Trà đường, cà phê đầy đủ, bánh xèo. Hai, ba, vô. Quá khỏe rồi. Chào quý vị, mình đã lên tới điện rồi. Điện này là điện gì đây? Yeah.
bánh xèo bún. Chào quý vị. Trên núi Bà Đội Ôm á, con đường người ta trải ra như nè, rất là dễ đi nha. Mọi người đi rất là dễ luôn á. Quý vị đi rất là khỏe. Chào quý vị, đoàn của mình đã đến điện thằng Kim Quy. Này, nhìn rất là giống ông Kim Quy luôn nha. Ông Kim Quy luôn đó. Tôi có tiền tôi biết. Đây là ông Kim Quy trên núi Bà Đội Ôm. Dễ vậy tôi nói với chị. Không có gì quý bằng cái sinh mạng con người. Bây giờ tôi nói chị giờ giống thiệt. Mô bánh xèo kìa. Giống ông Kim Quy thiệt. Quý vị nhìn nè, nó đây là ông Kim Quy nè, ông nằm ở trên núi Bà Đội Ôm. Cuộc hành trình lên núi Bà Đội Ôm. Đội được ơi. Cuộc hành trình lên núi Bà Đội bỏ chữ ôm. Cái đó đường cùng đó. Chạy không thoát đâu, không thoát đâu. Chào quý vị nha. Bây giờ mình lên điện Ngọc Hoàng Đại Đế với Dương Mẫu Nương Nương nha. Đây là Ngọc Hoàng Thượng Đế với Dương Mẫu Nương Nương ở bên núi Bà Đội Ôm nha. Đây mình ngó qua bên núi Cấm nè. Thì đó, cấp làm gì che thẳng lên đó. Khu du lịch đó nè. Đường cộng làm vô gì đó, cộng vô làm gì. Thôi mình chụp đây nè, vậy hai tấm hình đẹp lắm luôn, nhìn xuống đó là đẹp lắm luôn. Hình thì đẹp rồi đó mà sợ không biết con có đẹp không, chứ lên nó lựa hình xấu, con cho xấu nó chụp không. Vậy đó mà nó em của Kim Liên vậy. Trên đây có mấy tảng đá rất là lớn nha quý vị. Đây là điện Cửu Huyền. Dạ. Cúng đi chú. Mình đi xuống cúng Cửu Huyền đầy đủ. Đây là điện Cửu Huyền với hang nha quý vị. Xuống Cửu Huyền mình cúng. Điện Cửu Huyền với hang. Hang Kim Quy nó cũng sạch sẽ lắm. Cái bị hình đó như thế. Ừ. Xuống đây, xuống trước đi. Điện Cửu Huyền nằm dưới hang đá rất là to luôn. À. Đây hang rất là sâu nha, nên cái ánh sáng nó không có nha. Hoặc tối. Mình quay phim nhờ cái đèn lát mình bật nè, mới thấy được nè.
nhưng mà còn không thấy được sáng hung nè. Đây là hang ở dưới điện Cửu Quyền, núi Bà Đội Ơm. Đi từ từ nhẹ nhẹ thôi, để dép trên đó đi dò không xuống nó dễ hơn. Dạ. Nó chợt gà. Ai bậc thang. Đừng xuống bậc thang hơi tối. Tên quay bậc thang cho bà dễ đi. Tiền Cửu Quyền, Cửu Quyền thất tổ. Đây nè. Đi từ từ. Bỏ dép ra đi, bà bỏ dép bà đi từ từ. Bỏ dép cho nó đi, dễ đi. Bỏ dép ra. Kêu à, kêu bỏ dẫn bà xuống. Ở dưới nhìn lên thì sáng, tại trên kia mình thấy đẹp Cửu Quyền. Dạ. Điện Cửu Quyền. Điện Cửu Quyền thất tổ. Nằm trong hang đá rất là lớn nha mọi người. Như vậy xuống đây đi con dội cho, xuống đây đi con dội cho. Xuống thì có đàn cày theo cái bậc thang này, mấy cô đi xuống chân hà dưới là đàn chung đàn ly đó. Bá nhà lớn nó cứ cúng đi, tại vì của bá giao mình thành sự cho bá tắm. Đang có cái gì thì mình ai cũng đặt hàng. Cô ở đây lâu chưa? Tết này vẫn là 6 năm. Dạ 6 năm. Nè rồi đi xuống đây con dội đèn cho sáng chân à. Đi bỏ dép cho ảnh nghe dựng hai đi vào không nha. Dạ đi từ từ xuống. Điện Cửu Quyền này dưới vết đá nên hơi tối. Nhiều tắm cho nó đẹp lấy. Còn cái nữa. Đãi cái bị đó đi. Anh đây xuống đây bác nè. Sẵn cầm quay nhiều luôn đi. Điện Cửu Quyền này nằm trong hang đá nha quý vị. Nên nó hơi tối. Phải dùng đèn. Tôi dùng cái đèn cơ. Không, tôi phim có đèn led thấy chưa nè. Thấy, hát đi. Cầm cái máy úp rồi. Sáng em cũng đi làm ở trên đền thờ trên đỉnh rồi. Đào chùa cái bỏ thiên nhang cho ta cúng á. Ở cái đi quét dạ dạ xuống dưới này. Cái giờ trưa ở đây đây. Còn mình cúng giờ trưa xuống điện Phật rồi đó. Ở cái nữa là có cô chú ở trên đó giờ cúng. Cái này không thường nhất nữa.
hết. Quý vị trên đỉnh núi Bà Rịa Ôm nè, bánh canh nuôi mì miễn phí nha, có cả nước miễn phí nữa nè, đây là nước miễn phí nha, bún riêu nuôi miễn phí, bánh xèo miễn phí luôn. Rồi cũng mình ghé đây nè, miễn phí nha quý vị. Ông anh này ăn hai tô nè, bây giờ đoàn của mình chuẩn bị qua sân tiên nha quý vị. Đoàn của mình á là toàn là hot girl hot boy không nghe. À mà chống gậy không à. Chống gậy lên đồ núi. Đây là đường lên sân tiên nha quý vị, rất là đẹp luôn. Toàn là cây tùng nha. Quá đẹp. Sân tiên xuống sân tiên nè quý vị. Đó, đi vô hẻm đá chắc đá nha quý vị. Hang quá nhiều hang luôn. Không có đúng. Không dạ, khác. Không có đúng. Cái này là khác luôn. Dạ, cái này là khác. Đúng rồi, cái này là cái mớ. Đúng rồi, cái này là mớ nè. Nè, hang nè. Mớ. Dạ, cái này là mớ dựng 2. Cái này là cái kỷ niệm của đoàn Dầm Nao. Ở trên Săn Tiên. Dạ. Đúng rồi. Nè, ở đây có mấy cái giếng nè, Săn Tiên nè, có mấy cái giếng nước nè. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi, cái này là Săn Tiên chưa đi. Đây. Săn Tiên nghe quý vị. Săn Tiên ở núi Bà Rịa Ôm nha quý vị. Nè, Săn Tiên đây nè. Săn Tiên bên này nè. Nhìn qua đó là núi Cấm. Săn Tiên nè, có mấy cái giếng tiên nè. Nè, đây là mấy cái giếng tiên nè. Mùa này khô nước rồi. Ngâm bài liền. Có Săn Tiên ngâm bài liền. Nãy rồi thằng kia cũng có cái đoạn Dầm Nao nó ghi vậy nữa, nhưng chứ không phải.